ta vô tình xuyên không đến 400 năm sau, thì phát hiện con người đã sớm bị diệt vong, thành phố cũng bị vùi lấp bởi cây cối. Thế là anh ta trở thành người cuối cùng ở trên trái đất. Anh ấy theo hướng dẫn đi đến chỗ ban đầu lúc xuyên không, nhìn thấy một bộ xương đang nằm trên mặt đất, vạch bảng hiệu may trên đồ ra. Không ngờ đó lại là tên của mình. Không lẽ đây không phải là lần đầu tiên anh ta xuyên không sao? Lỗ đạn trên xương sọ cho thấy anh ta bị người khác dùng súng bắn chết. Không lẽ trên trái đất vẫn còn người sống sót sao? Thời gian quay trở về 400 năm trước, thực vật trên thế giới đã bị hủy diệt sạch, hàm lượng oxy trong không khí đã giảm đáng kể xuống còn 3%. Hàng ngàn hàng vạn người do ngạt thở mà lần lượt chết đi. May thay một công ty khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra một loại khí oxy tổng hợp. Nhưng hít khí oxy này vào trong thời gian dài, cơ thể sẽ xảy ra phản ứng kháng lại, thổ huyết đến chết. Không lâu sau, con người sẽ dần dần diệt vong. Ethan vốn chỉ là một nhân viên làm công bình thường. Bà Reisner này đột nhiên đưa anh ta đến phòng nghiên cứu, đồng thời tuyên bố anh ta có thể giải cứu thế giới. Thì ra nhà khoa học đã nghiên cứu ra cỗ máy thời gian. Bọn họ vừa nhận được một thông tin đến từ 400 năm sau gửi đến, mà nội dung của thông tin lại chỉ định muốn Ethan xuyên không qua đó. Nếu như con người ở 400 năm sau có thể truyền phát thông tin trở về quá khứ, cho thấy bọn họ đã chiến thắng nguy cơ thiếu hụt oxy, Reisner mời Ethan xuyên không đến 400 năm sau mang thuốc giải trở về. Nhưng Ethan không hề muốn nhận trọng trách giải cứu thế giới này. Nhưng vừa về đến nhà, người vợ liền nôn một họng máu tươi ra mặt nạ dưỡng khí, cô ấy cũng đã xảy ra phản ứng kháng lại. Dưới sự bất lực ấy, anh ta cùng Reisner đã lập một cam kết, cho dù mang thuốc giải về nhiều hay ít, thì vợ anh cũng phải là người đầu tiên được sử dụng. Ethan đã nhanh chóng mặc bộ đồ chuyên dụng cho xuyên không vào, đi vào trong cỗ máy thời gian. Sau khi ánh sáng xuyên không phát sáng, anh ta rơi xuống một nơi phủ đầy màu xanh. Không ngờ trái đất 400 năm sau, thực vật xanh tươi đã sớm khôi phục sức sống. Anh ta đi theo máy chỉ dẫn, tìm đến vị trí của cỗ máy thời gian, thì không ngờ lại nhìn thấy hài cốt của chính mình. Lúc đầu anh ấy còn cho là tình cờ trùng tên, nhưng gần đó kế bên bộ hài cốt, anh ta tìm thấy một máy chỉ dẫn giống của anh y như đúc. Trên tay của bộ xương còn đeo một cái vòng y vậy, chỉ có điều nó có màu xanh. Anh ta thử khởi động máy chỉ dẫn dì xét cũ kỹ đó, phát ra thông tin được ghi lại cuối cùng. Trong đoạn ghi âm, anh ấy và một người đàn ông đã xảy ra cuộc tranh chấp gay gắt, cuối cùng truyền đến tiếng một phát súng. Cuối cùng là ai đã giết mình? Trời đã nhanh chóng sập tối, anh ta vừa đói vừa khát ăn một loại quả mọng. Ai ngờ đâu trong quả đấy lại có độc. Trong tối mờ, anh ta nhìn thấy trong không trung có một sao băng vụt qua. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, hung hãn tiêm cho anh ấy một tiêm. Khi tỉnh lại lần nữa, anh ta nhìn thấy người bạn gốc của mình rút, thì ra